Vâng, xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các một chiếc xe đua dòng Road Bike đến từ thương hiệu của Java, thương hiệu của Ý các bác nhé. Và chiếc xe là Java Fuoco, sử dụng bộ group của 105 và đồ phụ tùng của DK bên zin theo xe. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe Java Fuoco này vâng tông màu xanh các bác nhé, xanh ghi. Với bộ khung dẹp, khung khí, bộ khung khí động học. Các bác đi nhanh hơn, ít chịu lực tràn của gió hơn. Cọc yên cũng không dẹp. Lướt qua hình thức của chiếc xe, các bác đánh giá. Với mẫu xe Java Fuoco này em về cũng rất là nhiều rồi. Đấy, rất nhiều tại cửa em. Khung rất là đẹp đó nhé. Màu sơn rất sáng và bóng. Với bộ phanh của 105 Shimano 105, củ đề của 105. Và đi kèm với Java thì luôn là bộ phụ tùng của DK, một hãng làm phụ tùng riêng của Java các bác nhé. Mai ơi bạc đạn cối nổ. Đi lên sườn đây. Và xe có ba cái sọc này, biểu tượng của cờ nước Ý các bác nhé. Xe không có đây. Gạt bia của 105 và đùi đĩa của DK nguyên bản theo xe. Chiếc xe này em đánh giá là size khá là cao của các bác, trên dưới 1m7 các bác nhé. Đó là xe đo chiều cao không đứng và ngang của xe. Máy ơi bảo đảm cuối nổ. Phốt là của Uno 6061 aluminum. Phía bên trên đây bộ tay lắc cao cấp của 105 ở một tốc độ và hai tốc độ bên đĩa cho các bác 22 tốc độ thay đổi. Và phanh trước của 105 đó nhé. Trên phần đầu xe có biểu tượng của chiếc khiên, biểu tượng của hãng Java. Lốp của Continental, lốp hiệu Continental Ultra đây. Cùng với Michelin thì Continental hãng làm lốp cũng rất là nổi tiếng trên thế giới. Là vành 700 và thông số lốp là 23C, lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Xe được trang bị 11 tầng lip và củ đề 15, may nguyên zin của hãng DK các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao sai đứng của xe. Xe sai đứng là 52, ngang là 54 ấy nhé. Của các từ
1m65 thì cũng 1m75 đi với xe này. Vâng, bây giờ sẽ là chuyển động với 11 tầng lít. Củ đề của 105. Dê lít. Đồng máy cối nổ. 4 lít. Rất tốt các bạn nhé. Bộ chuyển động của 105. Phía tay phải bộ đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa 2 tầng của DK và đĩa của 105 lên đĩa. Nó rất tốt. Đánh quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Java Coco, chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Được trang bị bộ chuyển động của 105 và tất cả đồ nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại ở em mức giá là 12.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác tư nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết chiếc xe. Đừng quên YouTube theo dõi kênh Tạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những chiếc xe đẹp có tại ở em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.